Ngoài ra thì nó còn các cái phương tiện, các loại bản vẽ đấy, ví dụ drawing tape đấy, thì mình sẽ có những cái phương tiện khác nhau, ví dụ như là vẽ dạng dot S này, hoặc là finger drawing này, vẽ tay này, vẽ bằng ngón tay hay sao ấy. Isolation bucket này đấy, rồi isolation là minh họa này, kiểu kiểu vậy đấy. Ví dụ như là mình sẽ đưa nó vào cái dạng là drawing nhé, drawing đi, drawing dot s, drawing đi, mình thử dùng cái thằng drawing đi, drawing get thử xem nhá. Drawing get đó. Đấy, ngoài ra thì mình sẽ có thể có những cái bút chì và than chì đấy, blackboard này, chalk này, chalkboard này, đấy, phấn, viết phấn ở trên bảng. Tức là con mèo này có thể nó sẽ là gì ạ? Là một cái tác phẩm mà mình viết ở trên bảng, kiểu kiểu vậy. Thử xem nhé. Chalkboard. Đấy. Đấy. Đây là gì ạ? Đây là con mèo nó gì ạ? Được vẽ, anh chị em nhìn thấy cái tay không ạ? Đấy. Là gì ạ? Drawing là một cái bản vẽ, một cái bản vẽ con mèo đấy, con bản vẽ con mèo trên giấy này, anh chị em thấy không ạ? Tay nó đang vẽ con mèo trên giấy này, đây con mèo nằm trên giấy này, con mèo nằm trong giấy này, con mèo nằm trên cái tờ giấy. À, rất hay đúng không? À, in các loại mực đấy, đấy các loại mực khác nhau, mực in khác nhau đấy, thì nó lại ra những cái, những cái câu lệnh, những cái từ khóa nó lại khác nhau đấy. Đúng không? Đó. Maker art này, wet easy maker này, whiteboard này, đấy, fountain pen art này, đấy, kiểu kiểu vậy. Painting tape là các loại tranh vẽ. À, đây, đây là con mèo ở cạnh cái bảng. À, đây là con mèo cạnh cái bảng, chứ không phải con mèo vẽ trên bảng. Đó, đúng không ạ? À, nhưng mà nó lại thì con mèo màu than, màu than, màu màu đen, màu mun đấy, màu đen đấy. Đấy. Ở đây là cái dạng mà vẽ tranh. Đấy. Ví dụ như là ở đây là backlight plane này. Đấy. Backlight plane này. Hoặc là airbrush S này. Đấy. Mình thử con này xem nào. Được chưa ạ? Mình thử này. Image. Đấy. Cat. Đó. Được chưa? Đó. Đó. Các loại hình nghệ thuật in ấn. Đấy. Ví dụ như là in 3D này. Đấy. Hoặc là concept art này. Digital art này. Đấy. Hoặc là inkjet printer này. Nhiều vô cùng anh chị em ạ. Đấy. Thì đây nó giống như là một quyển từ điển để anh chị em gì ạ? Anh chị em có thể dựa vào để anh chị em hoặc nghệ thuật gấp giấy đấy, mình có thể gấp giấy ra hình con mèo. Origami là chỉ là một trong các loại hình nghệ thuật gấp giấy thôi. Kirigami hay là Chinese paper, hay là modular origami, hay là rigid origami đó. Đó, ví dụ mình chọn cái thằng Chinese part art này đấy. Đây là gì ạ? Airbrush. Đấy, airbrush. Airbrush. Airbrush art tức là cái con mèo vẽ bằng cái màu nó hơi bay một tí. Đó, nghệ thuật vẽ mà nó bay một tí. Anh chị em thấy không ạ? Như vậy là mình lại tạo ra những cái tác phẩm nghệ thuật, tạo ra những cái hình ảnh nó hoàn toàn gì ạ? Hoàn toàn khác. Và khi là mình nắm được cái bí kíp này rồi ấy, thì làm sao ạ? Thì mình sẽ tạo ra được vô cùng nhiều những cái tác phẩm nghệ thuật mà nó độc đáo và nó riêng, và mình biết được là à cái đấy nó diễn ra từ đâu, cái dịch ngược lại là từ cái, ví dụ người ta đưa ra một cái hình ảnh như này mà bảo mình vẽ theo cái chủ đề này mà mình không biết thì mình vẽ làm sao được, không biết cái từ khóa thì mình vẽ làm sao, đúng không ạ? Đấy, và nếu như mình không biết từ khóa thì sao ạ? Thì mình vào đây mình xem à cái hình ảnh này nó giống giống này,
sau khi mình thấy nó giống giống thì bắt đầu mình suy ngược lại cái từ khóa kiểu kiểu như vậy, thì đấy là cách để mà mình tạo ra những cái ảnh và bức ảnh nghệ thuật, đúng không ạ? Ok, còn nhiều cái nữa, ví dụ như là chạm khắc gỗ, đá, hoa văn, hóa thạch đấy, ví dụ như là đây là đá quý này đấy, con mèo mà kết hợp với đá quý thì nó ra cái gì đấy, thì mình cũng phải thử thôi anh chị em, mình cứ phải thử thôi đó. Hoặc là con mèo mà dạng kiểu hóa thạch, xương hóa thạch thì sao? Đúng không ạ? Đấy, dạng là khắc kiểu trên đá này thì sao? Đấy, khắc trên gỗ thì sao? Đấy, hiểu không ạ? Paper made, làm từ giấy. Đấy, paper cut, làm từ giấy cắt. Đó, anh chị em thấy không ạ? Là mình sẽ tạo ra vô cùng nhiều. Đây là gỗ, khắc trên gỗ này. Đấy, cái này theo phong cách là Maya này. Đấy, phong cách là Hearthstone này, Fingal này, điêu khắc này, đây là những cái tác phẩm điêu khắc nhé. Đấy, hoặc là gì ạ, là cái phiên bản mà gọi là nó mang tính chất là ấy thì sao, đây con mèo mà kết hợp với đá quý thì sao ạ, con mèo đeo rất nhiều đá quý anh chị em thấy không ạ, đấy, rất nhiều đá quý này đấy. Thế nếu mà mình đưa vào là ở bijou gold thì sao, kiểu kiểu vậy. Bijou beauty full gold kiểu kiểu vậy thì nó sẽ ra cái gì đó, đúng không ạ? Đấy, ngoài ra thì còn có đồ gốm và thủy tinh. Đấy, mình có thể tạo ra những con mèo bằng gốm hoặc bằng thủy tinh đấy, đúng không ạ? Rất nhiều những cái hình ở đây thì mình có thể đưa vào, ví dụ như là cái hình này đi đấy. Glass bombing tức là gì ạ, là thủy tinh nhưng mà nó lại đang bùng cháy, bốc cháy đấy. Đấy, anh chị em thấy không ạ? Một cô gái mà lại có thêm cái gì ạ? Cái bijou vào nữa thì sao ạ? Rất nhiều đá quý này, anh chị em thấy không ạ? Lại tạo ra cái hình ảnh nghệ thuật rất là độc đáo, rất là lạ mắt, đúng không ạ? Đấy. Mà câu lệnh nó rất đơn giản thôi, nó không có gì cầu kỳ cả. Quan trọng nhất là mình biết nó ở đâu để mình tìm, biết nó ở đâu để mà mình gì ạ? Mình xem. Đấy, ở bowling cat thì nó lại gì ạ? Là con mèo chơi với cả cái bình thủy tinh ấy, cái bình thủy tinh glass blowing nghĩa là cái bình thủy tinh. Đó. Ok không ạ? Đấy, con mèo này. Đấy. Kiểu thủy tinh thổi, thổi thủy tinh. Đó. Ok nha. Rất nhiều cái đúng không ạ?